Đó, có đệ tử thiếu nhi đang quay phim vòng 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 các món ăn. Đệ tử vòng vòng. Từ đó giờ chị chưa có ăn cái loại cái rau đó mà bữa ăn ở nhà em chị thấy ok. Ừ. Cái rau gì ta? Hẹ giòn, họ như hẹ đây. Ừ. Đồ ăn này nó làm được. Cua lột hả? Hả? Cua lột hả? Ờ à, đúng rồi, cua lột. Cái lưỡi vịt này làm ngon rồi. Đó. Vì nhớ cái lưỡi trắng nhắc còn tạo giá. Nó bị mềm á. Ừ. Lưỡi vịt đó con. Ngày xưa lúc mẹ còn nhỏ mẹ ăn lưỡi vịt nướng ở Việt Nam. Luộc vịt. Ok. Cua lột nữa, giờ đang chờ người đẹp kia tới. Kêu mọi người quách chiên. Em tưởng là hôm nay mà nội bất xuất ngoại bất nhập chứ. Oh, sorry.
Bây giờ chị từ đây về nhà chị bao nhiêu lâu? 5 giờ.
45 phút, lên lầu có 45 phút phải lên lầu, lên lầu có 2 phút à. Còn 5 phút. Lên lầu có 2 phút à. Vậy đó. Lên lầu có 2 phút. Ủa anh yếu vậy đó. Đâu. Anh bế lên lầu là 2 phút. Ủa vậy hả? Em tới anh này em yếu lầu. Má ơi. Đâu biết sao. Chú này là cá rô, cá rô. Cái này anh phải xin lắm. Không kỹ cương. Anh nuôi nó 10 con nó chết. Không kỹ cương. Nó đang nói hôn em đi anh, hôn em đi anh. Kìa thấy chưa, nó nói đúng rồi, nó quẩy quá trời. Hôn em đi anh, hôn em đi anh đúng không con? Đúng không, đúng không? Đúng không, nhảy lên coi. Bà xã nè. Chứ em yêu, em yêu, đừng làm bà xã nữa. Bể mắt hết em yêu. Em yêu, em yêu. Mình mới đế nhờ vài tháng rồi, từ từ. Bye bye, see you later. Đâu ngồi nè, anh sẽ đi ăn cơm. Em đi không? Thôi về luôn á. Em đâu rồi, anh sẽ đi ăn cơm, đi qua là chơi không? Yeah.
Thank you.
nhớ. Cho dù tình mình đã lớn, vẫn mong cho con người làm
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.